Xin chào tất cả quý vị trở lại kênh YouTube của Mắt Hôn. Và Diệu ơi, phải nói là thời gian thấm thoát hoa đưa ha. Vậy là cũng đã qua một cái mùa Tết Quý Mão rồi. Không biết là Diệu ăn Tết ở quê sẽ có vui không nè? Em cảm thấy là lúc nào mà tới Tết, dù là ở độ tuổi nào đi chăng nữa thì chúng ta cũng rất là háo hức. Bởi vì đó là cái khoảnh khắc mà cùng tụ họp gia đình nè. Nhưng mà để nói rằng là có một cái nơi lý tưởng để cả gia đình quây quần bên nhau thì chúng ta cũng phải có một cái công trình đẹp khang trang, đúng không anh? Đúng rồi, và phải nói là thời gian đã trôi qua và ngày hôm nay rồi, coi nhân dịp đầu năm đi, coi như là mình xong đất. Và chú An và Diệu sẽ dẫn quý vị, chúng ta sẽ đến thăm một công trình phải nói là cực kỳ hoành tráng luôn. Đây chính là công trình của nhà chú Đào Hồng Cửu nhé. Và công trình này thì tọa lạc ở đâu vậy Diệu? Cụ thể thì công trình này sẽ tọa lạc tại Nhân Trạch, Đồng Nai, cũng là một cái địa điểm rất là gần với thành phố Hồ Chí Minh và là một nơi mà Mắt Hôm đã thiết kế và thi công vô số công trình rồi. Và bật mí quý vị luôn là công trình nhà chú Cửu là một trong những công trình phải nói là cực kỳ hoành tráng ở khu vực này. Vậy thì bây giờ không chần chờ gì nữa, hãy cùng nhanh chân theo An và Diệu tiến ngay vào bên trong công trình nhà chú Cửu nhé. Và trước khi mà chúng ta bàn đến nhân vật chính chúng ta, đó chính là ngôi nhà rất là đẹp ở phía sau, thì có lẽ là phải nói một chút xíu đến cái phần cổng, phải nói là cực kỳ hoành tráng của nhà chú Cửu thì Diệu ha. Từ xa nhìn lại thì cổng đã vô cùng thu hút rồi, bởi vì nó quá cao và màu sắc cũng tạo nên được một cái hiệu ứng rất là tốt về mặt thị giác. Còn về vật liệu thì đây là cổng nhôm đúc. Nếu như mà những ai mà là tín đồ của nhà đẹp nè, yêu cái đẹp thì chắc chắn là biết đến chất liệu này rồi, nó có giá trị kinh tế trên thị trường cũng rất là cao. Anh thì anh rất là thích những cái hoa văn được lựa chọn ở trên cái cửa này. Quý vị có thể thấy là có những cái nét anh cảm giác là nó rất là Việt Nam luôn đó Diệu ha. Ví dụ là văn hóa trống đồng nè, rồi ở đây hình như là của cây tre, thậm chí là cây hoa mai nữa đúng không nào. Cho nên là nó tạo thành một cái tổng thể nhìn cũng rất là bắt mắt. Và đó chính là về cái phần cổng thôi, ta thấy hoành tráng như vậy rồi thì ta-da. Ngay phía sau anh và Diệu đây chính là công trình chính của nhà chú Cửu ha. Và Diệu ơi, phải nói là khi mà mùa xuân chúng ta cũng đang ở trong giai đoạn mùa xuân phải không, mà nhìn một cái ngôi nhà mà hoành tráng cũng như là có những cái màu sắc tươi tắn như thế này thì tự dưng chúng ta cảm giác là nó đẹp hơn rất là nhiều đúng không nè? Chính xác luôn, mặc dù là Tết đã qua rồi nhưng mà khi mà chúng ta đặt chân đến công trình của gia đình chú Cửu thì em vẫn còn ngỡ như là chúng ta đang lạc ở những cái ngày 28, 29 Tết vậy. Bởi vì bông nè, hoa nè, rồi những chi tiết trang trí cũng như là khi mà nhìn đến công trình này thì chúng ta có cảm giác rất là ấm cúng. Và phải nói một chút xíu về cái phong cách của công trình của nhà chú Cửu đi. Thì quý vị nhìn vào đây thì An nghĩ là nếu quý vị nào mà đã theo dõi nhiều video mà An và Diệu đi review thì có lẽ nhận ra ngay, đó chính là công trình nhà chú Cửu sẽ là công trình phong cách tân cổ điển quý vị ha. Thể hiện rất là rõ, ví dụ ở đây có kiến trúc vòm này Diệu, rồi có những chiếc cột là ở trên là anh thấy là những cái trụ tròn, ở bên dưới lại là trụ vuông, nó tạo nên một cái sự khác biệt một chút xíu. Rồi cái phần lan can làm từ những con tiện bê tông, đây là những nét rất là gọi là quen thuộc của phong cách tân cổ điển đúng không nè. Và em còn để ý thêm một chi tiết nữa, đó chính là ban công hình bán nguyệt, thiết kế với cái dáng rất là mềm mại. Và chính vì những cái chi tiết đó cho nên là khi mà chúng ta nhìn vào công trình này thì chúng ta cảm giác là nó mang đến một cái cảm giác rất là thu hút. Và anh nghĩ là một cái công lớn nữa để làm nên cái độ nổi bật của nhà chú Cửu đó chính là phần mái nha. Quý vị có thể thấy là ở đây chúng tôi sẽ lựa chọn đó chính là mái Thái, mà trong tất cả các loại mái, ví dụ là mái Thái, mái Nhật, mái Mansa, mái Lệch v.v. thì mái Thái nó luôn luôn là cái loại mái cao nhất đúng không nè. Và chính vì độ cao đặc trưng của nó cho nên là những công trình nào mà kết hợp với hệ mái Thái thì sẽ tạo nên một cái cảm giác rất là hoành tráng, rất là bề thế. Và bên cạnh đó thì về mặt công năng đi, nó còn giúp thoát nước tốt vào mùa mưa nè, tản nhiệt tốt vào mùa hè nè, và hoàn toàn phù hợp với điều kiện khí hậu nóng ẩm mưa nhiều như là ở nước ta. Và sẵn đây thì có lẽ là em và nhiều cũng bật mí cho quý vị về kích thước của công trình nhà chú Cửu luôn. Công trình sẽ có chiều dài là 19,2m, chiều rộng 11,8m và tổng tích sử dụng cả hai tầng anh tính được rơi vào tầm khoảng 300m². Một con số rất là ấn tượng cho một công trình hai tầng đúng không anh An? Còn về chiều cao thì nếu như mà chúng ta tính từ cách 00 lên đến đỉnh mái sẽ là 13,1m, chiều cao của tầng 1 là 4,2m và chiều cao của tầng 2 là 3,9m. Và anh nói thật nha, công trình của nhà chú Cửu đó quý vị, thì công trình chính đã đẹp rồi nhưng mà để tạo nên cái sự hoàn hảo thì chắc chắn là không chỉ riêng căn nhà đúng không nào. Quý vị có thể thấy ở đây là chúng ta sẽ có nguyên một cái khoảng sân rất là rộng và gia chủ ra trồng một số những cái loại cây này nè.
hiện tại là cái cây nó chưa phát triển hết đâu Diệu, nhưng mà An tin ví dụ góc bên này đi, sau này là khi mà cây mà nó phát triển gọi là được chăm sóc tốt á, nó sẽ tạo nguyên cái mảng xanh ở ngay khu vực này ha. Để chắc chắn luôn là công trình của nhà chú sẽ còn đẹp hơn nữa đúng không nè? Phải nói rằng là đây đúng chuẩn là một cái công trình mang hơi hướng nghỉ dưỡng đó anh An. Nếu như mà chúng ta quan sát về cây cảnh đi thì phải thấy rằng là đây cũng toàn là những cái loài cây lâu năm không à. Bởi vì cái gốc của cây nó rất là to, và em tin rằng là như anh An chia sẻ đó, một thời gian nữa thì nó ra hoa nè, rồi kết trái nè, thì công trình của chúng ta lại càng có thêm điểm nhấn nữa. Đúng rồi, và đây phải là thể hiện là cái tầm nhìn của gia chủ luôn. Tức là người ta phải suy nghĩ là cái khoảng sân của ta rộng như vậy thì chắc chắn là phải chừa những cái chỗ để mà làm cây đúng không? Có những gia đình thì nếu mà chúng ta không cân nhắc với vấn đề này thì cái sân nó trống trải quá thì đôi khi nó lại bị nắng đúng không nè. Cho nên là đây là một cái việc mà anh nghĩ là nhiều gia đình nếu mà chúng ta đang trong quá trình mà chúng ta đang lên ý tưởng cây nhà của mình thì cũng có thể tham khảo nhé. Và anh Diệu và Nhật An cũng đã nói rất là nhiều về những thứ xung quanh cũng như là bên ngoài công trình rồi. Chắc chắn rằng là bây giờ quý vị đang rất là tò mò không biết bên trong như thế nào. Vậy thì chúng ta hãy cùng nhau di chuyển vào bên trong nhé. Và trước khi mà chúng ta bước vào bên trong ngôi nhà thì anh Diệu muốn chia sẻ về hệ thống cửa chính. Ở đây là cửa sẽ được làm từ chất liệu là gỗ trai, và theo chia sẻ của chú là chuyển từ Đắk Lắk về đây đó anh An. Wow, phải nói là đây là một cái chất liệu gỗ mà cũng lần đầu tiên mà chúng ta đi review nhà mới thấy đúng không nào. Và những cái hoa văn, họa tiết ở trên cửa thì cũng rất là đẹp đúng không quý vị nhé. Và tiến vào phía bên trong này thì chúng ta sẽ đến ngay không gian phòng khách của căn nhà chú cũ với diện tích là 33,5m². Đầu tiên thì có lẽ là phải ấn tượng ngay với cả một cái bộ ghế gỗ ở đây rồi. Và so với cửa thì cái bộ ghế này nó có cái màu hoàn toàn khác, cho nên là chắc chắn là cái chất liệu gỗ cũng khác đúng không vậy? Dạ chính xác, và khi mà đến đây thì một chất liệu hoàn toàn khác đó là gỗ mun, cũng là một cái loại gỗ rất là quý và chúng ta cũng đã bắt gặp ở những cái công trình trước đây rồi. Đúng rồi, và với chất liệu gỗ tự nhiên thì thật sự quý vị ơi, lúc nào ngồi lên cũng cảm giác rất là mát luôn nhé. Và ở đây thì gia chủ đã bố trí là quý vị thấy là nguyên cái bộ ghế cũng rất là hoành tráng này Diệu. Anh đếm sơ sơ tổng cộng là 4 chiếc ghế đơn đúng không Diệu, và một ghế băng khá là to đây nữa. Cho nên là ví dụ những cái ngày Tết hay thế nào đó mà tụ họp gia đình thì chắc chắn là thoải mái rồi đúng không nè. Dạ, còn về vị trí thì em thấy là đặt cũng hợp lý. Khi mà chúng ta vừa bước vào thì sẽ không thấy ngay bộ bàn ghế đâu, mà bộ bàn ghế sẽ được đặt lùi về một bên, mở ra cái khoảng trống ở giữa cho cái việc di chuyển là cũng như là lưu thông không khí. Và phía đối diện thì sẽ là vị trí đặt tivi. Khi mà chúng ta ngồi đây thì quay về hướng này xem cũng rất là thoải mái. Và anh thì anh chú ý đến cái khu phía sau của Diệu. Phải nói là nguyên một cái khu vực trang trí rất là hoành tráng. Ở đây thì chú đã trang trí ở đây là một khu vực nè, có cây nè ha, có hoa vân vân. Thì ở đây sẽ lại là một chất liệu gỗ khác một chút xíu, đó chính là gỗ cẩm lai. Nói chung là gia đình chú là anh cảm giác là đam mê gỗ quá Diệu. Cho nên là từng khu vực thì gia chủ sẽ lựa chọn cái chất liệu gỗ khác nhau để nó tôn lên cái vẻ đẹp của khu vực đó. Và chưa dừng lại ở đó đâu, khi đây vẫn là chất liệu gỗ nữa. Hai chiếc lọc bình này thì theo chú chia sẻ là cũng là gỗ tự nhiên nguyên khối, và đây là gỗ cẩm vàng. Wow, cho nên phải nói là cái vân của gỗ rất là đẹp luôn á. Anh khá ấn tượng với cái vân của cái gỗ lọc bình này quý vị ha. Và từ bây giờ chúng ta bàn về những cái vật dụng rồi, bây giờ sẽ nói một chút xíu đến cái phần trần đi. Phần trần ở bên trên thì quý vị có thể thấy là trần sẽ vẫn là thiết kế trần dập gốc nè, kèm theo đó là dãy đèn đao lai cũng như là có cái đèn led thắt sáng. Cái màu nó hơi là một cam vàng chút xíu, nó rất là hợp với cái tông chủ đạo của căn nhà. Và anh cũng khá là thích cái đèn chùm ở chính giữa luôn đó Diệp. Cái đèn chùm này thì sẽ mang đến cho chúng ta cảm giác ở hoàng gia đúng không anh? Giống như là trong thiết kế của những công trình châu Âu cổ. Và khi mà lắp đặt vào vị trí này thì chúng ta sẽ góp phần là tôn lên cái vẻ sang trọng cho không gian đón tiếp khách đến cho nhà. Và cái vị trí ở đây thấy cũng hợp lý luôn, không có đặt ngay ở phía bên trên cái khu vực người ngồi bên dưới. Cho nên là cảm giác khi mà chúng ta ngồi ở đây cái ánh sáng nó vẫn chan hòa, nhưng cảm giác nó không bị nặng nề ha. Thì đây cũng là một cái lựa chọn thế là hợp lý. Vậy là khu vực đầu tiên phòng khách chúng ta vừa tham quan thì rất là khang trang rồi. Chắc chắn rằng là những khu vực tiếp theo cũng sẽ đáng để tò mò đây. Bây giờ thì chúng ta sẽ đến với khu vực thứ hai nhé. Và đây chính là khu vực phòng bếp kết hợp với phòng ăn với diện tích rất là rộng luôn, lên đến 42m². Wow, một cái diện tích thậm chí còn rộng hơn phòng khách lúc nãy đúng không nào? Cho nên là phải nói là vừa bước vào cảm giác là cực kỳ là thoáng đãng luôn.
Và không biết là Diệu như thế nào, nhưng mà anh đọc một số comment ở trên YouTube của Diệu thì nhiều gia đình nha, họ còn quan tâm về cái phòng bếp hơn cả phòng khách luôn á. Tại vì đối với họ thì phòng bếp sẽ là cái nơi kết nối các thành viên gia đình, cũng như là nơi dùng bữa ăn, cho nên chúng ta phải thiết kế như nào đó tạo cảm giác thoải mái nhất. Chính xác luôn, bởi vì đây không chỉ là nơi ăn uống đâu mà còn nấu nướng nữa. Nó sẽ diễn ra rất rất là nhiều những cái hoạt động, và thậm chí là chúng ta còn gắn bó với lại khu vực bếp ăn nhiều hơn là phòng khách nữa. Bởi vì bình quân trong ngày thì cũng phải 3 bữa ăn mà, đúng không? Và bàn về căn bếp của nhà chủ cũ đi, thì quý vị có thể thấy là cái phong cách của căn bếp thì nhìn cũng rất là sang xịn mình luôn nhé. Đầu tiên là phải kể đến đó chính là cái bàn ăn ở đây. Diệu ơi, cực kỳ là hoành tráng luôn nhá. Nguyên một chiếc bàn ăn dài hình chữ nhật, và kèm theo đó là đến tận 10 chiếc ghế ăn, và chiếc ghế nào nó cũng to hết trơn á. Cho nên là tạo cảm giác về nó là rất là hoành tráng luôn nè. Em phải thấy là nhà của chú cũ, bất cứ cái đồ dùng vật dụng hay là đồ trang trí gì thì nó cũng hoành tráng, và nó hoành tráng như là ngoại thất của công trình vậy. Còn về chất liệu đi, thì đây chính là chất liệu gỗ gõ đỏ nè. Cả ghế ăn cũng như bàn ăn đều là gỗ gõ đỏ, và mặt bàn ăn thì có thêm một tấm kính nữa để giúp cho cái việc vệ sinh lau chùi dễ dàng hơn. Ở phía bên này thì chúng tôi sẽ có một cái kệ tủ bếp thiết kế là hình dạng chữ L quý vị ơi. Và kết hợp màu sắc ở phía bên trên quý vị thấy là sẽ được sơn trắng, ở phía bên dưới là phủ vân gỗ nè. Mặt bếp này cũng là màu trắng vân mây nữa, để tạo ra một cái tổng thể nhìn cũng rất là hài hòa. Và bàn về khu vực này thì chắc chắn phải nói đến một cái lối cửa, nó giúp cho khu vực này rất là mát mẻ, thì đó chính là đây. Đây chính là lối cửa mà chúng tôi sẽ mở ra mặt bên của công trình ha. Và cái mặt bên này thì cũng rất là mát mẻ luôn nhiều. Nếu mà chúng ta không bật quạt luôn mà trong ngày chúng ta ngồi đó ăn, thì đây sẽ là lối để mà lấy sinh khí chính luôn đó. Dạ, và chính nhờ vào thiết kế này cho nên là chúng ta thấy là cái biên độ nhiệt độ ở bên trong và bên ngoài nó có cái sự chênh lệch. Chẳng hạn như là khi mà chúng ta ở ngoài trời đi, rất là nóng nực, bước vào bên đây là cảm thấy mát mẻ liền luôn. Và tiến vào phía bên này thì đây sẽ là một không gian phòng ngủ của gia đình, có diện tích là 18.3m² ở vị trí này quý vị ha. Nhưng mà hiện tại thì đang có thành viên gia đình sử dụng, cho nên em và Diệu không tiện để vào review nhé. Còn tiến vào phía sau thì chúng ta sẽ đến một không gian và rất cần thiết cho mọi căn nhà. Đó chính là ở đây, đây chính là nhà vệ sinh chung dành cho cả gia đình sử dụng, phải nói là rất là tiện nghi đúng không Diệu? Ở bên trong thì cơ bản chắc chắn rồi, sẽ gồm có lavabo nè, gân sôi nè, toilet và khu vực sân tắm đứng. Và chúng tôi thì cũng đã hạ có sàn cho vị trí nhà vệ sinh kết hợp với nhà tắm. Thiết kế như vậy thì khi mà chúng ta sử dụng nước thì chúng ta không có lo nước từ bên trong tràn ra bên ngoài. Còn ngay phía bên này thì chúng tôi sẽ có thêm một lớp cửa nữa để mở ra. Đây chính là không gian cửa hậu phía sau của công trình ha. Diệu có để ý không là cái hướng của cái cửa hậu á và cái cửa chính nó hoàn toàn lệch với nhau, nó không nằm trong một đường thẳng, thì đây cũng là quan điểm thứ nhất là về thẩm mỹ, và thứ hai là cả phong thủy cũng rất là tốt luôn. Và ở tầng 1 thì vẫn còn có một khu vực nữa, bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau di chuyển đến khu vực đó nha. Và di chuyển về vị trí này thì đây sẽ là phòng ngủ master, gồm có khu vực ngủ nghỉ với diện tích là 24m². Wow, phải nói là một cái vị trí cũng rất là tiện nghi luôn quý vị. Bởi vì sao? Bởi vì đây là vị trí nó cũng gần với khu vực phía trước của công trình ha. Cũng rất là gần nhiều cái loại cây ở đường trồng phía sân nữa, cho nên là nó cũng cảm giác mát mẻ hơn nè. Chưa kể là có bố trí nhiều ô cửa sổ, cho nên là căn phòng cũng rất là thông thoáng luôn. Vừa bước vào là ấn tượng ngay đến chiếc giường này. Chúng ta thấy giường gỗ rất là nhiều đúng không nào, nhưng mà cái giường mà bọc da 100% như thế này là chúng ta cũng ít khi nào gặp đúng không Diệu? Vừa nhìn vào thì thấy ngay cảm giác êm ái rồi, chắc chắn rằng là khi mà nằm lên thì sẽ tạo cho chúng ta một cảm giác rất là dễ chịu. Ở phía bên trên trần thì chúng tôi cũng sẽ làm là trần nhật cấp ha. Đây là cái trần nó cũng được thiết kế giống như ở ngoài phòng khách, nhưng mà nó khác biệt chút xíu, đó chính là chúng ta không có đặt thêm những cái đèn chùm thôi, nhưng mà cũng tạo nên cái cảm giác cũng khá là sang trọng đúng không nào. Và điểm cộng căn phòng này thì chưa phải dừng lại ở đây đâu, đó chính là vị trí này. Đây sẽ là một cái nhà vệ sinh khép kín dành riêng chủ nhân căn phòng này. Và về cái độ gọi là tiện nghi thì nó cũng không hề thua kém so với nhà vệ sinh chung ở lúc nãy. Cũng có khu vực lavabo nè, toilet máy tráng sứ và khu vực tắm đứng. Và để ý là có điểm cộng của căn nhà nha, đó chính là khu tắm đứng nào cũng đều có cái bát ngăn như thế này hết nhiều. Phải nói là quá tinh tế luôn. Như vậy thì khi mà chúng ta tắm, chúng ta sử dụng khu vực tắm đứng đó, không có lo là nước nó bị văng ngược ra bên ngoài, như vậy thì sẽ tạo nên được một cái tâm lý là thoải mái hơn khi chúng ta sử dụng khu vực này. Đúng rồi, và nó vệ sinh hơn nữa, nó sạch sẽ hơn nữa. Ví dụ ta bước vào, ta chỉ có nhu cầu sử dụng lavabo rửa mặt thôi, thì cái sàn nó không có ướt chân của chúng ta, thì nó cũng cảm giác nó sạch hơn đúng không nè. Và đó là tổng quan tầng 1 của căn nhà của chú cũ. Bây giờ hãy cùng em và Diệu nhanh chóng tiến lên tầng 2 nhé.
tạm biệt tầng 1 thì di chuyển lên tầng 2, đầu tiên chúng ta sẽ bắt gặp khu vực phòng sinh hoạt chung. Căn phòng này được thiết kế với diện tích là 24m2. Và hiện tại ở đây thì gia chủ đã đặt là một cái bộ bàn ghế này, cũng có chất liệu gỗ mun, nó khá tương đồng với khu vực phòng khách ở bên dưới quý vị ha. Rồi ở phía bên kia là có một cái ô cửa, rồi chúng ta mở ra cái ban công mini ha. Có một cái thiết kế vợt, nó cũng sẽ đặc trưng của phong cách tân cổ điển rồi. Ở đây anh còn thấy có cả một cái ghế massage nữa là gì. Rất là chú trọng cho đời sống tinh thần nha. Em thấy cái việc đặt ghế massage ở vị trí phòng sinh hoạt chung thì hợp lý rồi, bởi vì đây là nơi mà chúng ta chủ yếu là phục vụ cho mục đích thư giãn mà, đúng không? Đúng rồi, và khi mà cả gia đình chúng ta ngồi đây chơi, tụ tập ở đây thì cũng có thể một người ngồi đây massage chẳng hạn thì cũng rất là thoải mái, đúng không nào? Phần tiến ra phía trước thì chúng ta sẽ đến không gian cung kính nhất của công trình nhà chú cũ, đó chính là khu vực phòng thờ với diện tích là 18m2. Và với không gian phòng thờ thì để mà tạo nên độ thông thoáng thì chúng tôi sẽ bố trí ở phía bên kia là một ô cửa sổ, và đặc biệt nhất đó chính là ở đây. Chúng ta phải tiến vào phía bên này thôi. Wow. Nguyên một cái ban công siêu to khổng lồ Diệu ơi. Rất là rộng rãi và mát mẻ luôn ha. Và bây giờ thì chúng ta đứng ở đây phải nói là đón nhận những cái luồng gió mát quá tuyệt vời. Không còn gì để bàn cãi về một cái không gian sinh hoạt nghỉ ngơi lý tưởng như thế này. Ban công này thì mở tầm nhìn ra rất là nhiều phía xung quanh nè. Và vị trí ở sau lưng anh An cũng như là phía trước chúng ta thì rất là thoáng, cho nên là hoàn toàn vào những lúc rảnh rỗi hoặc là buổi sáng, buổi chiều có thể ra đây để hóng gió, hoặc là chúng ta cũng có thể bố trí thêm vài chậu cây, rồi hàng ngày vào buổi sáng, buổi chiều tưới nước cho cây, chăm sóc cây cũng rất là thư giãn, đúng không? Anh thì anh nghĩ là về vấn đề cây thì gia đình chú đã trồng rất là nhiều ở bên dưới rồi ha. Và sắp tới nữa ở đây nè, ở những cái vị trí bên này anh dự đoán nha, là những cái cây nó sẽ phát triển cái tán ra. Thì ở ngay khu vực này của chúng ta cũng sẽ đón nhận được cái cảm giác tươi mát từ những cái cây này luôn rồi ha. Và ở phía bên trên trần này nhiều phải nói sự đầu tư ha, tỉ mỉ đến từng chi tiết luôn. Đó chính là ở bên ngoài trời thế này thôi mà gia đình chú cũng đặt luôn một cái đèn chùm rồi. Và khi mà về đêm thì nếu như mà quý vị có đi ngang qua đây thì sẽ thấy được là công trình này sẽ trở nên là vô cùng lung linh. Kết hợp với đó là vị trí ban công này thì có một cửa đi được làm từ chất liệu là nhôm kính. Với việc mà có sự xuất hiện của kính kết hợp với ánh đèn chùm ở trên đây thì nó sẽ tạo nên được một cái hiệu ứng rất là tốt về mặt thị giác. Còn tiến ra phía bên này thì chúng ta sẽ đến với một không gian cá nhân đầu tiên của tầng 2 nhé. Ở khu vực này thì chúng ta sẽ bố trí là không gian phòng ngủ tiếp theo. Đầu tiên phải có một cái lời khen, đó chính là cái vị trí cửa nè. Diệu có để ý không, là tuy là phòng ngủ cũng rất là gần với không gian thờ nhưng mà gia đình đã bố trí luôn, đó chính là cái vị trí cửa ở đây. Không phải là mở cánh cửa ra mà thấy khu vực bàn thờ thì nó cũng tạo nên cảm giác cung kính và tôn nghiêm hơn. Cho nên là đây là cái đầu tiên thì chúng ta phải có lời khen cho cái vị thiết kế của kiến trúc sư nha. Và khi mà chúng ta mở cửa thì cũng rất là thoải mái, có một cái vị trí vừa vặn nè, không có lo chạm vào vách tường hoặc là vị trí nhà vệ sinh kết hợp với nhà tắm khép kín ở đây. Tiến ở phía bên này thì chúng ta sẽ đến không gian chính của phòng ngủ này ha. Có diện tích là 24m2 và phải nói là cũng rất là rộng rãi luôn, không hề thua kém còn phòng bên dưới, đúng không nào? Ở đây thì em thấy là không gian vô cùng thoáng, vô cùng mát, bởi vì có một cửa đi để dẫn ra khu vực ban công riêng luôn. Và ban công thì được thiết kế hình bán nguyệt với tầm nhìn hướng về phía trước của công trình. Thì khi mà chúng ta mở cái cánh cửa này ra chắc chắn là sẽ đón nhận được rất là nhiều gió nè, và giúp cho căn phòng này trở nên nhiều sinh khí hơn. Và nhắc đến cửa thì cũng không thể bỏ qua đâu nhé. Đó chính là hai bên của khu vực giường ngủ, chúng ta cũng sẽ có hai cái ô cửa sổ ở đây để mà chúng ta sẽ lấy gió vào. Và đây là cái vị trí nó quá là hợp lý, đặt giường luôn, đúng không Diệu? Giường thì được kê tựa lưng chắc chắn vào tường nè. Và như anh An chia sẻ đó thì cửa sổ là bố trí về hai bên. Như vậy thì ánh sáng cũng như là gió dễ dàng đi vào bên trong nhưng mà lại không có chiếu trực tiếp vào người của chúng ta. Và từ bây giờ thì chúng ta đã đi gần hết những cái khu vực phía trước của công trình ở tầng 2 rồi. Bây giờ ta cùng nhau tiến ra khu vực phía sau nhé. Đây là khu vực phòng ngủ nữa nhưng mà bên trong thì có thành viên gia đình đang sử dụng rồi, cho nên là chúng ta sẽ cùng nhau đến với phòng ngủ cuối cùng ở tầng này nhé. Wow, phải nói là đếm xem là nhà của chú cổ bao nhiêu phòng ngủ nhé. Ở bên dưới tầng 1 thì chúng ta có 2 phòng ngủ, đúng không nào? Lên trên là 3 phòng ngủ, tổng cộng là 5 phòng ngủ. Và một cái ưu điểm của nhà chú cũ là gì quý vị? Đó chính là đến 300m2 cho đến 2 tầng. Cho nên quý vị cảm giác 5 phòng ngủ mà nó không hề bị chật chội chút xíu nào hết. Phòng nào nó cũng to, cũng hoành tráng hết, đúng không nào? Và quả thật như vậy thì với căn phòng cuối này thì quý vị thấy cũng rất rộng rãi luôn, không hề thua kém những căn phòng trước mà em và Diệu đã giới thiệu ha. Ở đây chúng ta sẽ đặt một chiếc giường nè, ở trên có gọi là một cái màn luôn cố định. Ở phía bên kia là tủ áo, kịch trần, bàn làm việc,
nhưng phải nói là vẫn còn một cái khoảng trống rất là nhiều để mà ví dụ sau này mà gia chủ cho chúng ta cũng muốn đặt tiệm tóc đầu giường ở đây cũng hợp lý hơn nhiều. Và phải nói một điều là tất cả những phòng ngủ của gia đình chú Cửu bước vào không chỉ là diện tích thoải mái đâu mà không gian rất là thoáng và cái vị trí đi lại thì cũng rất là dễ dàng nữa. Ở đây, đây chính là cái khu vực ban công mini nè, nhỏ nhỏ ở đây nè ha. Chính là nhờ nó mà tạo nên cảm giác thoáng vừa dịu vừa chia sẻ đó. Ở đây thì chưa kể là có cái view, có một cái cây ở phía trước nữa ha. Rồi với cái ban công nhỏ nhỏ này thì chúng ta cũng có thể trồng cái loại cây nhỏ nhỏ nữa nhiều. Và đặc biệt là khi mà mở cửa ra thì chúng ta sẽ đón nhận được rất là nhiều những cái luồng gió tự nhiên. Có thể nói là một lần nữa thì thiết kế của căn phòng này về vị trí, về hướng thì quá là tuyệt vời rồi. Và tiến ra phía bên này đi thì đây sẽ là những không gian cuối của cái nhà luôn. Đây sẽ là khu vực nhà vệ sinh khép kín. Và nếu như anh đoán không lầm thì hình như cái nhà vệ sinh này là cũng thiết kế đồng trục ở bên dưới luôn đúng không nhỉ? Chính xác, và với thiết kế đồng trục như vậy thì chúng ta sẽ dễ dàng hơn trong việc bố trí hộp kỹ thuật nào cũng như là đi đường ống nước. Và những cái thiết kế bên trong thì như anh đang quan sát thấy cũng rất là tương đồng với lại thiết kế bên dưới. Đúng rồi, bởi vì nó là cái tiêu chuẩn rồi. Tất cả những cái tiêu chuẩn gì mà tốt nhất cho không gian nhà vệ sinh, phòng tắm thì gia chủ đều đầu tư tất cả các phòng đều như nhau luôn. Nó không có phân biệt cả nhà vệ sinh chung hay nhà vệ sinh khép kín đúng không, riêng đúng không nào. Cho nên là ở đâu thì nó cũng tiện nghi như vậy. Còn phía bên này thì chúng ta cũng có một cái ô cửa. Nếu như ở bên dưới tầng 1 thì sẽ là cửa mở ra, cửa hậu phía sau. Thì ở đây chúng ta sẽ mở ra một cái khu vực sân phơi. Có thể làm sân phơi và chúng ta giặt phơi nè, có máy giặt. Cũng có thể làm khu vực vui chơi của gia đình được nè. Và để mà có thể là lấy vào triệt để ánh sáng cũng như là gió tự nhiên thì các kiến trúc sư của Bắc Hôm đã tạo ra những cái khoảng thở và thay vào đó là những cái thanh lam. Như vậy thì cái quá trình mà chúng ta có phơi đồ cũng sẽ nhanh khô hơn. Đúng rồi, và nó cũng giúp chống trộm khá là tốt đúng không nào. Mà thay vì chúng ta đặt những cái tấm lưới sắt á, thì đôi khi nó sẽ làm xấu đi công trình của mình. Thì đặt như thế này nó vừa thẩm mỹ hơn mà nó cũng vừa đảm bảo về chống trộm nữa. Quả thật là hôm nay khi mà chúng ta ghé thăm nhà chú cụ, phải nói là một căn nhà vừa mới qua Tết chúng ta ghé thăm thì nó đã đẹp xuất sắc rồi đúng không nhỉ? Diệu và những quý vị, chúng ta đến thăm công trình của nhà chú cũ ở Đồng Nai, một công trình phải nói có cái vẻ đẹp ấn tượng từ bên ngoài lẫn bên trong. Và nếu như mà quý vị cảm thấy là yêu thích thiết kế này nói riêng cũng như là các thiết kế khác của Bắc Hôm nói chung, có nhu cầu thiết kế thi công cải tạo nhà ở cơ sở kinh doanh thì có thể liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và tư vấn. Quý vị có thể gọi đến các số hotline 0964458888 hoặc là 0828133333, sẽ luôn có đội ngũ túc trực sẵn sàng hỗ trợ và giải đáp cho quý vị. Và đừng quên nhấn like, subscribe, chuông thông báo để không bỏ lỡ video mới nhất của chúng tôi nhé. Còn bây giờ thì Nhật An và anh Diệu xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo.